Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ bê bối dầu bẩn tại Đài Loan, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hạnh Phúc có trụ sở tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, được báo chí Đài Loan thông tin rằng đã xuất khẩu nhiều tấn dầu bẩn sang nước này trong nhiều năm qua, trong khi phía công ty Đại Hạnh Phúc vẫn khẳng định với cơ quan chức năng Việt Nam rằng hàng xuất sang Đài Loan là loại sử dụng cho chế biến thức ăn gia súc, thì theo như tài liệu mà phóng viên kênh VTC 14 tiếp cận được thì không chỉ là như vậy. Đây là chứng thư được công ty trách nhiệm hữu hạn giám định Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh cấp cho lô hàng hơn 200 tấn mỡ bò xuất khẩu đi Đài Loan của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hạnh Phúc thời điểm tháng 6 năm 2013. Đơn vị đối tác là công ty Đình Tân của Đài Loan. Trên chứng thư có thể hiện rõ lô hàng là sản phẩm dùng cho người. Có 42 chứng thư tương tự đã được cấp cho Đại Hạnh Phúc cho các sản phẩm là mỡ bò, mỡ heo, mỡ cá, dầu dừa dùng cho người trong thời gian từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014. Có liên quan công việc thì tôi khi xuất đi Đài Loan thì gồm có một lô xuất đi Đài Loan dùng cho động vật thì khối lượng tấn là 111,47 tấn. Số dùng cho con người là 5.464,44 tấn. Riêng về công việc của chúng tôi thì chúng tôi có thể là rất tự tin để khẳng định được rằng là cái quy trình lấy mẫu, quy trình phân tích của Vinacontrol trên các sản phẩm mà chúng tôi giám định là hoàn toàn là phù hợp. Gần 5.500 tấn sản phẩm dầu mỡ làm thức ăn cho người và hơn 100 tấn dầu mỡ dùng cho động vật đã được Vinacontrol giám định và xuất sang Đài Loan. Nhưng con số này mới chỉ chiếm 12% so với con số 10.000 tấn mỡ các loại mà công ty Đài Loan đã nhập của Đại Hạnh Phúc, theo như báo chí Đài Loan đã đưa tin. Vậy, 88% số hàng còn lại đã được xuất sang Đài Loan bằng cách nào? Và nó có được giám định chất lượng hay không? Theo đại diện Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh, trên thực tế có không ít đơn vị xuất khẩu đã dùng chứng thư giả cho các lô hàng của mình để qua mặt các cơ quan chức năng. Xin phép là cái chế tài đó là sau khi đó. Trong quá khứ, Vinacontrol đã gặp rất nhiều trường hợp làm chứng thư giả. Cái lô hàng mà chúng tôi phát hiện ra làm giả đó là người ta sử dụng máy scan mỏng. Người ta scan, thì như vậy thì là họ sẽ đặt ra một cái số, bất kỳ số chứng thư nào bất kỳ. Cái thứ hai nữa là họ có một trường hợp là họ sử dụng là chứng thư cũ. Ví dụ như chứng thư đầu tiên chúng tôi cấp cho một lô hàng là 44 tấn. Nhưng họ lại có thể là sử dụng số chứng thư này nhưng mà họ sửa là 440 tấn. Trước vấn nạn chứng thư giả, Vinacontrol đã phải tìm đến giải pháp dán tem chống giả trên chứng thư, nhưng cũng chỉ mới áp dụng từ mùng 1 tháng 8 năm 2012. Và trước thực trạng tem chống giả cũng bị làm giả, thì đây chỉ là một giải pháp yếu ớt. Quay trở lại câu chuyện của Đại Hạnh Phúc, rõ ràng đơn vị này không chỉ xuất khẩu dầu dành cho gia súc như họ đã khẳng định với Bộ Công Thương. Mập mờ, thiếu minh bạch. Và chính việc Đại Hạnh Phúc thiếu hợp tác với các cơ quan truyền thông trong việc cung cấp thông tin càng khiến người ta phải đặt ra nhiều nghi vấn. Còn bây giờ nè, anh nói rõ cho một lời.